dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh Nguyễn Văn Phúc ở ấp Hưng Hòa, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long có thể thu được trên 200 triệu đồng từ việc tạo hình dưa hấu trưng Tết với nhiều hình dạng khác nhau được nhiều người yêu thích như thỏi vàng tài lộc, tiểu đồng tử và cả hồ lô. Để thành công trong việc tạo hình độc lạ này, anh Phúc đã mất trên 4 năm nghiên cứu, gặp không ít những thất bại, nhưng nhờ kiên trì nên cuối cùng anh đã thành công. Hiện nay, anh Phúc trồng được khoảng nửa hecta dưa và đã tạo hình được trên 250 cặp, giá bán trung bình khoảng 1,5 triệu đồng một cặp.